show nhiếp ảnh với chủ đề Ký ức Việt Nam của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ted Elgerman vừa được tổ chức tại Hà Nội. Ted Elgerman đã chụp hàng ngàn bức ảnh về Việt Nam suốt hơn 30 năm qua. Đó là những hình ảnh mang một phần ký ức đau thương trong thời chiến, chất chứa nhiều câu chuyện không thể nói hết bằng lời. Tôi hy vọng những bức ảnh này và những câu chuyện mà tôi có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cảm xúc của những người thời đó. Tôi cũng hy vọng rằng những người trẻ có thể học được nhiều điều qua những bức ảnh này. Chiến tranh không đơn giản và nó không phải là cách giải quyết vấn đề. Buổi talk show giới thiệu và chia sẻ về khối tài liệu lưu trữ cá nhân phong phú của nhiếp ảnh gia. Ấn tượng đầu tiên của mình về những bức ảnh của Ted thì ông ấy chỉ chụp mọi thứ rất là ngẫu nhiên. Nhưng mà chính những cái ngẫu nhiên đấy đã tạo nên một cái nét tự nhiên nhất trong những khung cảnh bức ảnh của ông truyền tải. Đặc biệt, ông cũng chính là người đã cất công đi tìm để trao tận tay gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm chiếc đĩa CD ghi lại cuốn nhật ký đầy cảm động của người nữ bác sĩ anh hùng. Bên cạnh những câu chuyện hấp dẫn, ông còn chia sẻ kỹ thuật chụp ảnh, sức sáng tạo và kinh nghiệm tác chiến độc lập để chớp lấy những khoảnh khắc đắt giá cho bức ảnh.